giờ này mà còn ngủ ngủ không nhúc nhích luôn. Đưa bàn tay, bàn tay yêu thương đây. Ui cha, cái bàn tay yêu thương này không bánh này. Ôi trời, cái bàn tay diễn thơm dữ rồi ta. Cô bé mái ngố rồi, cô bé mái ngố. Cô bé mái ngố. Trời ơi, kêu không dậy luôn ông ơi. Kêu cô bé mái ngố mà còn không dậy nữa. Thôi rồi. Thôi rồi, rồi bé mái ngố rồi, bé mái ngố. Mấy ngày không biết ngày. Ui sao ở trường quá. Cho cô chú hùng chàng mến này. Ui trời ơi, cô bé mái ngố. Bé mái ngố, bé mái ngố. Thôi trời ơi, không có bụng mến này. Ôi trời ơi, cái để cái bụng rồi. Trời ơi, áo bị gì à? Áo dính gì à? Bé mái ngố vậy đi, bé mái ngố. 12 giờ trưa rồi, bé mái ngố rồi. Cuộc tình nào vỡ nát trong tim, con thuyền lướt sóng lênh đênh, tìm hoài bến bờ trong đêm khơi xa, mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vầng trăng thoa nào để bầu trời hoài nhớ thương chi còn hoang vắng. À, trời ơi trời ơi. Gì vậy? À, trời ơi trời ơi. Mày mày ngô. Nghe thời gian trong tim lặng thầm trên môi, với những nói xót xa răng ngang, đời người đành cho ta mật ngọt phôi pha, dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa. Trời ơi, sáng sớm cho nghe bài liều thuốc cho trái tim đó. Khi con tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoang ca. Hello cô gái mới ngố. Vậy cô gái mới ngố. Ngố đi ngố. Làm vậy quẻo cầu quẻo à. Vậy cười, vậy là cười, vậy là cười. Sữa hả? Sữa 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 à, sữa nè. Sữa 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 sữa. Bé. Sữa nữa hả? Sữa 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 sữa. Ừ, bé mày ngố kìa. Người ta mày ngố kìa. Ôi trời trời, sữa 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 sữa. Uống sữa ăn không? Uống sữa phải, uống sữa là phải kéo tóc xuống nhà. Uống sữa là phải kéo tóc xuống nhà nè. Kỳ gì? Sữa là phải kéo tóc. Ngon ghê không vậy, quốc bình sữa. Sữa 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 sữa. Cái nửa tiếng đồng hồ sau cái mình ăn 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 ăn. Sữa này là cái sữa, mấy cái sữa của cái hạt đó cô chú. Sữa hạt tốt lắm đó cô chú ơi. Hôm qua đi cắt, hôm qua đi cắt tóc mới hả? Hôm qua đi cắt tóc mới hả? Trời ơi, good morning. À hôm kia ha, hôm kia có đứa ngủ dậy trước mẹ ha, cái là kêu ha, kêu mẹ dậy ha, nói mẹ mẹ good morning có được không, tôi đang ngủ nó good morning tôi đang ngủ nó good morning mình này không bính cô gái mẹ ngủ rồi. Nhưng bây giờ đâu có ai, còn ai dám kêu chay là em bé đầu bù tóc rối nữa. Cô bé mấy ngủ gì vậy con? Ủa chay ba đâu chay? Đi đâu? Đi đâu? Đi làm hả? Are you being silly? Being silly. Chay, hồi nào giờ con có nghe bài bài liều thuốc cho trái tim chưa chay? Hả? Hồi nào giờ có nghe bài? Không hả? Không có nghe chưa? À, bây giờ mày hát cho chay nghe nha. Hồi nãy mẹ mới nghe lại bài liều thuốc cho trái tim hay quá luôn. Giờ mẹ hát cái bài đó cho chay nghe nghe chưa? Hát cái bài đó cho con chay nghe nghe chưa? What? Ủa ba đâu ta? Đi làm. Ba đi làm hả? À. Ủa sao ngủ mà biết ba đi làm hay vậy? Ủa sao con biết hay vậy? Sao con ngủ mà con biết ba đi làm? Bữa nay là mình đi học lớp cảm thụ âm nhạc đó nha. Bữa nay là mình học tới là một chút nữa.
Một chút nữa là mày lấy cái bảng ra A, B, C, D, E, F, G cho con nha. Làm gì? Trời ơi, ngủ vậy cái tóc đẹp ghê. Hả? Ủa đi đâu vậy? Mới ngủ vậy mà đi đâu sớm vậy? Đi đâu? Đi con à? Đầu tóc mắc cười. Đây nè, đi là phải ấy, cái chải đầu tóc xuống đúng rồi. Rồi nó nhấp trận. Đúng rồi phải chải đầu tóc xuống. Cái gì? Không biết nữa, cái thùng gì mà không biết nữa nè. Cái đâu, cái này ba mua hay gì nè, tự nhiên cái mua gì một thùng Lego gì bự chà bá lửa đây, không biết ba mua gì đây nè. Chờ đi, chừng nào chiều ba về đây là ba chỉ con làm. Chiều này cái này ba mua rồi chứ mẹ không có mua cái đó rồi đó. Chứ mẹ đâu có mua Lego đâu. Chắc ba mua con á. Chiều đây, chiều ba về đi, mở chứ nặng lắm mẹ không biết đường mở đâu. Chiều con về con chơi với ba nha. Trời ơi, bé mới ngố đẹp quá, bé ngố. No, chờ ba về chứ không, mẹ không biết đường mở. Vậy hồi nãy giờ mẹ đặt hàng, mẹ xếp hàng nè. Hồi nãy giờ cô chú gọi đi mua nhị hoa ngày Tây nè, mẹ chuẩn bị. Con dậy cái mẹ cho con ăn uống xong, thay đồ, tắm rửa, đánh răng, xong rồi đi xếp hàng với mẹ nè. Trời ơi, nó lấy cái muỗng nó mở ra coi được không. Ồ, ba nói gì á? Ba nói là ba lóc you out hả? Lý do làm sao vậy? À, tại vì con phá nhà phải không? Tại vì con phá nhà phá cửa phải không? Trời ơi, cái đầu tóc đẹp bá đi thôi á. Trời ơi, mặc cái áo đẹp ử à. Thấy không, áo đẹp ử à ơi. Áo là bữa mẹ mua nè phải không? Áo bữa mua. We wish you a Merry Christmas. We wish đó. Con đeo đi, cái đó là của chú. Cho cái đây nè, cái này là của chú Bình mua cho chay nè. Nhưng mà một cái điều này đó, là nếu mà cái sợi dây này đó mà đeo chung với lại cái này nè, là sáng dậy nó bị dính vô trong đây nè. Hoặc là cái sợi dây này nó, đây này, để mày cho chú Bình coi nè, chay nè. Cái sợi dây này nó mỏng quá đó, nó sẽ làm hả dính là với nhau vậy nè, nó bị rối luôn á, rồi cái gỡ ra không được luôn. Ồ, con muốn gỡ cái đó ra hả? Rồi để con đeo vô hả? Đừng nói ba. Daddy, can you take JD move Phật up please? Đây, chờ ba chút. Dây này, còn cái dây này là chú Bình mua cho chay nào, nhưng mà Ngọc không biết là để đeo cái gì. Tại vì nếu mà cái này đeo tay á, thì chay đeo không được nè. Tại vì nó bự lắm, rất là bự. Đó là chay không có đeo vừa. Cái này phải đợi, cất phải đợi đứa lớn mới đeo được. Đó là chay đó, chay nên là cái chú Bình mua toàn là à, màu này không à, thấy không? Màu à, cẩm thạch á, gì con? Ồ, ba gỡ ra hả? Rồi bây giờ kim. Cái gì vậy? Mà mày biết của con rồi, nhưng mà con đừng có làm cầm vô nó bị rối đó. Yeah. Đây nè, rồi con kêu ba đeo đi cho con đeo đi. Can you put it in for her please? Nah. No, you come here please. Rồi, ê trẻ ơi, con làm vậy là nó bị rối. Cái sợi dây này nó rất là dễ bị rối và nó đứt ra nè. Đó, nên là con không có được nhặt. Trời, nó không cho tôi đụng vô luôn á. Don't celebrate. À, nghe celebrate. Separate. Separate. Không, bữa nay nè, bữa nay con đi học nhạc nè. Piano nghĩa là gì? JD, what does piano mean? Soft. Soft, đúng rồi. What does forte mean? What does forte mean? Soft. No, forte. Soft. Vậy à? Forte. Soft. No. Piano is soft. What does forte? Forte. L. Wow. Đúng rồi, giỏi. Rồi, ba sẽ đeo dây chuyền vô cho con. Ok, daddy. Yeah, put this on her neck. Okay. No, I don't want it. Ủa, con muốn hả? No, this is separate. Ủa, chứ sao mẹ tưởng là con cởi cái sợi dây chuyền mô phẹt ra để con đeo cái đó? Hả, cô bé mặt ngố. Show everybody you can work out, JD. Okay. This is soft. Wow. Ui, ta.
Don't drop it. Wow, coi chừng nha, coi chừng dập chân nha. Kỳ không? Coi kỳ không? Có người kỳ cục dễ sợ không? Kỳ ghê. Don't drop it. You're gonna damage our floor, our floors. Yeah, you're gonna break the floor, JD, and it's a lot of money to fix it. Yeah, so don't do that. Nhiều con làm bể cái nền là mẹ phải tốn rất là nhiều tiền để sửa lại cái nền đó nghe chay. Mẹ không có tiền đâu nha, mẹ chỉ có đủ tiền mua đồ chơi cho chay thôi nha. Để dành tiền mua đồ chơi nha. Dạ mẹ. Hằng lại sâu trong trái tim. Sao? Mommy fix it. Clean up a little bit first before I start it. Okay, first I need to decoration, okay? Ồ, bây giờ con decoration đó hả? Nó nói là bây giờ nó đang trang trí đó cô chú. Con nói đi, con trang trí. Nói lớn lên trang trí. Trang trí. Không phải, phải nói phải có chữ R. Trang. Trang. Không có trang. Trang. Trí. Trí. Không có chí. Trờ, trờ. Nói đi, trang trí. Trang trí. Trời ơi, cắt cái đầu tóc này thấy khỏe ghê, nó khỏi có phải mà xước mướt cái tóc nó phải ấy lên, cắt tóc khỏe dễ sợ thiệt cái chứ. Cắt đầu tóc nó đúng mà phải gu luôn á. Thì sao ông lại đây chơi, mẹ tự nhiên lại đứng kia hả? Gọi đò ơi, lại đi đưa đò. Gọi đò ơi, gọi đò ơi. Qua đây đi đò. Chay chay chay, coi cái bài này tên gì nha. Chay chay, bài này tên gì nè? Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Bài đó tên gì? Bài đó tên gì chay? Bài của mẹ nhưng mà tên gì? Hoa nở không màu. Đúng rồi. Chay nở có màu gì không? Chay, chay nở màu gì? Chay, hoa nở thì không màu, còn chay nở màu gì? Chay nở màu pink. Yep. Mẹ nở màu gì? Mẹ nở một lát hả? Ba. À, chay nở một lát màu đen, còn ba nở màu gì? À, ba. Ba mẹ màu pink, ba màu blue, đúng rồi. Chay màu orange. Cái màu gì? Một lát hả? Gì bồ cái màu gì thế ghê vậy? Màu gì đen thui vậy? Oh, black is your favorite color? Trời. Trời ơi trời. Nó nói yeah, I swear to God. Nó nói hả màu đen. Nó nói màu đen là cái màu mà nó thích nhất. Tại vì màu đen là cái màu đen giống như Lucky vậy đó. Thấy ghê không? Nó nói Lucky là bạn thân của nó đó. Thân, thân ai nấy lo đó. Mạnh chay chay lo thân chay, mà mạnh Lucky, Lucky lo thân Lucky. So, what are you doing over there, Jane? Are you putting, are you depositing all your jewelry into that box? You shouldn't. You'll lose it, okay? We don't want you to lose it, so don't stick them in there, okay? Đúng rồi, đừng có bỏ vô cái hộp đó, kỳ ghê. Maybe can you put the Buddha one back to her neck, please? Yeah. Yes. Let me have the Buddha one.